Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 19 tháng 8, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian lâm trọng bệnh. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân là một cái tên rất đỗi quen thuộc với bất cứ người nông dân nào, đặc biệt là người làm lúa. Tại Đồng Tháp, những đóng góp của thầy Xuân cho nông nghiệp không chỉ được ghi nhận lại thông qua những đề án lớn, mà còn ngay ở chính mỗi người nông dân có may mắn được tiếp xúc làm việc với thầy. Đối với anh Phạm Thanh Liêm, giáo sư Võ Tòng Xuân không đơn thuần là một nhà khoa học, một người thầy, mà giống như một người cha trong gia đình. Trong những lúc gia đình khó khăn nhất, chính thầy là người đem danh dự ra bảo đảm để những loại máy móc nông nghiệp của anh đến được với thị trường châu Phi, mang về thu nhập cho gia đình. Cho đến tận bây giờ, những mong mỏi của thầy Xuân giao phó vẫn đang được anh Liêm tiếp nối. Biết thầy rồi, thầy chỉ dìu dắt mình đi, mình để làm được nhiều cái công việc để mà phục vụ trước mắt cho gia đình, cho bản thân và sau đó là cho xã hội. Thì cũng đã quyết tâm rồi, khi mình đi châu Phi mà Thanh Liêm mang cái dự án nào đi là dự án Võ Tòng Xuân. Năm 2016, ruộng của nông dân tại xã Mỹ Hòa và Trường Xuân được chọn làm điểm để thực hiện mô hình bón phân dùi với sự hướng dẫn của giáo sư Võ Tòng Xuân. Đây cũng là nền tảng đầu tiên để Xuân Hòa hội quán ra đời một năm sau đó. Những lần về hội quán để thăm mô hình, cập nhật cho bà con nông dân về kiến thức mới, thầy Xuân dần trở thành một người thân của hội quán từ lúc nào không hay. Có khi là cả một mùa vụ thầy về thăm bà con nông dân một lần, có khi là Tết thầy tới về quay lại với bà con nông dân, rồi ăn Tết niên chung với bà con nông dân thường xuyên, rất là gần gũi, rất là thân thiện với bà con nông dân. Từ đó đến nay, câu chuyện về một người nông dân cải vợ làm theo cách bón phân dùi của thầy Xuân vẫn được nhiều người dân ở đây nhắc đến. Vừa như một chuyện vui, cũng vừa là minh chứng rằng bón phân dùi giảm giá thành đã thay đổi tư duy sản xuất của người trồng lúa như thế nào. Hồi trước kia mình cứ nghĩ ở nhà khoa học chỉ diễn giải trên vấn đề lý thuyết thôi, còn mọi điều thực hành thì người nông dân chúng ta làm, mấy ổng đâu có làm. Nhưng mà sau này mình sai lầm, vấn đề người ta đã chiết ra từ năm này qua năm kia, khi thành công mới mang về cho áp dụng cho bà con nông dân. Nhìn rộng ra với nền nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, giáo sư Võ Tòng Xuân là một trong những người định hình hướng phát triển cho cây lúa thông qua giai đoạn khai phá Đồng Tháp 10. Và rồi sau này là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 1978 thì lúc đó là cái dịch rầy nâu. Thì những giống lúa kháng rầy mà của thầy Xuân mang về thì nó diệt được cái dịch rầy nâu. Thập niên 1980, những cái giống MTN là 58 MT, tức là những cái giống mà nó có chất lượng khá hơn. Cho nên cái dấu ấn của thầy Xuân trong cái canh nền canh tác lúa là cái thứ nhất là chuyển từ cái thiếu ăn sang đủ ăn, rồi đến cái xuất khẩu cái giá trị cao để mà làm giàu. Những giọt nước mắt đã rơi khi nông dân Đồng Tháp đón nhận tin giáo sư Võ Tòng Xuân không còn nữa. Nhưng chắc chắn đó cũng sẽ là động lực to lớn để những di sản mà thầy Xuân để lại sẽ ngày càng được phát huy, để tưởng nhớ về một nhà khoa học xuất thân từ nông dân, cống hiến cả đời cho sự phát triển của nông nghiệp.